Thế là thơ không? Nước thiên đường. Đó coi này, bữa đó nó phạt mình 200 chiếc xe nha, chiếc xe mình 200 mới nó phạt, giờ hôm nay nó phạt thêm 172 đồng. Nó phạt thêm 172 đồng. Ở bữa đó nó phạt xe mình là 200 cộng thêm 172 đồng. Mình hỏi nó sao mày phạt ta thêm 172 đồng. Nó bảo lúc xe mình hư á là mình không bật đèn pha. Thấy không? Thấy không? Nó bảo là mình không để bật đèn chớp chớp để báo biết là cho xe mình hư. Đó. Là tổng cộng là 372 đồng. Thấy nước Mỹ không? Nó đều như vậy á, thấy không? À, 172 đồng. 38 xin. Thấy không? Nó bảo mình không bật đèn nên để đọc cái này. Lúc xe mình chết đó mình không được bật đèn, mà báo là xe mình chết đó, phải không? Đó, nó phạt là sao? Đó, chỉ cái đèn này thôi, lúc xe mình hư á, mình phải đầu xe hư á, mình phải bật cái đèn này lên. Tại vì mình bỏ đi xe mình hư bị đụng vào cái tường, nó phạt 200, nó cộng thêm cái đèn nữa, không bật đèn, 127 đồng 38 xin. Tổng cộng cho là 372 đồng 38 xin. Thế trên đường chưa? Thế nó phạt chưa? Còn nó còn gửi về phạt tiếp với đứa này, nó còn gửi, tại vì nó biết mình người Á Đông và mình ra làm ăn, nó cứ phạt